Chào các bác nhé. Ở thời điểm các bác đang đi đánh cò rất là nhiều, thì với cái dòng kẹp này thì chắc chắn các bác miền Nam, các bác thợ đánh cò chuyên nghiệp, bác nào cũng biết tới bên cơ sở em. Qua cái mẫu kẹp đánh cò này thì bên em là bên chuyên chế kẹp cò dành cho các bác đi bẫy cò, bẫy chim. Đấy thì cái mẫu kẹp này nhá, em quay gần một chút để các bác được xem. Chỗ này là hôm qua là nhà em phải làm cả tối để hôm nay kịp thời gian để gửi cho bác. Cái này làm rất là lâu nhá. Cái thép để cắt được cái bàn lưới này nó cũng cứng này. Đấy. Thì bên cơ sở em sẽ có đến 3 loại kẹp nhá, 3 loại kẹp cò. Đấy. Nhưng mà chủ yếu nó là cái mẫu bán nguyệt này hết. Nó chỉ là to hơn và nhỏ hơn thôi. Chất thép của bên em nhá. Và riêng cái dòng kẹp này nhá, cũng rất nhiều bác bình luận ở dưới những cái video của em là ra chợ mua có mấy nghìn thôi. Bên em cũng bán mấy nghìn, các bác theo dõi một chút em sẽ nói giá luôn. Nhưng mà với cái kẹp ở ngoài chợ thì sẽ không bao giờ có cái lò xo như thế này các bác nhé. Các bác cứ để ý xem. Bởi vì cái lò xo này là lò xo riêng của nhà em, đặt để gửi cho các bác làm sao cho nó chắc chắn và nó khỏe nhất. Đấy thì với mỗi một cái kẹp này thì chất thép của nó là chất thép cứng nhá, đã được bao bọc rất chi là chắc chắn và đẹp. Đây là về phần thành cái kẹp này. Cái này thì nó hơi hở như này nhá, nhưng mà cấu tạo của nó là phải như thế các bác ạ, chứ nó không xít xịt xịt vào nhau đâu. Độc kẹp như này thôi mà đã chặt không thể nào thoát được nữa rồi. Thì với mỗi một cái trục kẹp này thì bên cơ sở em đang nhận ship trên toàn quốc. Các bác mà quan tâm tới dòng kẹp này thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0865 692 498, và số điện thoại 0943 609 983. Đấy là hai số điện thoại, một số Viettel, một số Villa nhé. Các bác gọi vào số nào em cũng tư vấn các bác về tất cả những cái dòng kẹp của bên cơ sở em. Và đó là số điện thoại có Zalo nhé. Các bác kết bạn Zalo với em để xem các mẫu. Thì với một cái kẹp như thế này, khi chế tạo bàn rồi thì nó sẽ có bàn lưới. Còn khi các bác mới mua về chưa chế nhé, chủ yếu rất nhiều các bác dùng cái kẹp như thế này để về tự các bác chế. Các bác để các bác ưng ý hơn, bởi vì bao giờ tự tay mình làm mình cũng sẽ ưng ý hơn. Một cái trục kẹp như thế này thì em gửi cho các bác là 80.000 đồng trên một trục, giá rất chi là rẻ. Lò xo thì sẽ to vượt trội như thế này nha các bác nhé. Không ở đâu có cái lò xo như thế này, các bác cứ thử tham khảo xem. Đấy, bởi vì lý do tại sao chiếc cạm này nó có khỏe, nó có chắc thì tất cả đều nhờ vào cái lò xo như thế này. Thì với cái dòng kẹp này thì khi các bác mà quan tâm nhá, mà đang cần, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà cho các bác nhé. Đối với các bác mà mua từ 50 chiếc trở lên thì rất chi là có lợi, em sẽ miễn phí ship 100%. Còn đối với các bác mà mua 1, 2, 3, 40 chiếc thì các bác sẽ mất phí vận chuyển. Đấy, cứ 50 chiếc là em sẽ miễn phí ship nhé. Mà cái này giá của nó cũng rất rẻ. Đánh cò thì hiệu quả vô cùng, các bác có thể đánh từ năm này sang năm khác cũng không thể hỏng được cái mẫu kẹp này của nhà em. Đấy, khẳng định với các bác này đấy, trừ khi các bác đánh mất thôi. 80.000 đồng một chục nha các bác nhé. Ví dụ như các bác mà mua 20 cái kẹp này, các bác tới tay các bác sẽ là em sẽ lấy là 200.000. Thực tế là nó mất 45.000 tiền cước đấy, nhưng mà em chỉ lấy các bác 200.000 thôi. 200.000 trên 20 cái tới tận nhà các bác. Đấy, video này thì em nói rất rõ và chi tiết nhé. Đấy là cái kẹp kẹp chưa làm bàn nhé. Số lượng của bên em thì nhiều, rất chi là nhiều để phục vụ các bác trên cả nước. Còn đây là cái mẫu kẹp răng của bên em này. À, em cũng nói luôn kích thước để các bác được biết nhé. Kích thước của tất cả những cái chỗ kẹp hôm nay em đăng tải đây là cái chiều mở ra nó sẽ là 18. Mở ra, mở ra là có nghĩa là các bác tách đôi cái kẹp này ra này, nó là 18. Còn cái bề rộng của nó là bề này nhá. Đây, cái bề em cầm ngang tay này, nó là 16 nhá. Mở ra là 18 nhá. Để em nói rất chi là chi tiết để các bác theo dõi và biết được cái kẹp này nó là bao nhiêu. Cái kẹp răng này nó cũng mở ra 18 và rộng là 16 nhá. Các bác nhìn cái lò xo này, quan trọng nhất là cái lò xo nhá. Đây là chỉ bên cơ sở em là làm riêng, uốn riêng lò xo để làm. Thì với cái chất kẹp này thì cũng rất nhiều bác quan tâm và sử dụng của bên em. Cái kẹp răng này nó có 100.000 trên một chục nha các bác nhé. Cứ các bác mà mua 50 chiếc thì sẽ miễn phí ship. Còn mua dưới 50 chiếc thì các bác sẽ trả tiền ship nhé. Em cũng nói luôn như thế để các bác được biết. Đây là kẹp răng này. Đấy, còn đây là kẹp bàn thì em đã quay từ lấy rồi. Cái kẹp bàn này là em gửi cho các bác là 12.000 đồng một chiếc đấy. Đã sơ chế, đã làm bàn rồi. Một cái video ngắn này thì em vừa chi tiết về mẫu kẹp và em cũng nói giá để các bác nhà mình được biết. Bởi vì một ngày thì em gửi rất là nhiều đơn hàng, cũng rất nhiều bác quan tâm
và sử dụng cái mẫu kẹp này với lời khen là nó vô cùng là hiệu quả, giá rẻ. Đấy thì các bác hãy liên hệ tới bên em nhé, em để tư vấn các bác và gửi hàng tới tận nhà cho các bác theo yêu cầu các bác sử dụng bao nhiêu chiếc. Thì em xin kết thúc cái video này ở đây nhé. Các bác mà quan tâm tới dụng cụ đánh cò, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những video của bên cơ sở em về tất cả những cái dòng kẹp cò, những cái dòng cạm kiềng và những cái dụng cụ khác. Rất chi là nhiều những cái dụng cụ hay để các bác đi giải trí nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video.